Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, tập 1, tuần 11, trang 106, 107. Luyện từ và câu, luyện tập về động từ. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhớ lại khái niệm về động từ. Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật. Ví dụ, bài, học bài, tưới cây, quét nhà, lau nhà, đạp xe. Và chúng ta có một số từ chỉ ý niệm thời gian đi kèm với động từ. Ví dụ thứ nhất đó là từ đã, đi kèm với động từ biểu thị một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, mẹ tôi đã đi du lịch được 2 hôm rồi. Từ đang, đi kèm với động từ biểu thị một hành động đang xảy ra ở hiện tại. Ví dụ, trời đang mưa. Và sau từ đang, đó là động từ mưa. Từ sẽ, sắp, đi kèm với động từ biểu thị một hành động sắp xảy ra ở tương lai. Ví dụ, Tết sắp đến, mẹ sẽ trở về vào thứ hai tuần sau. Sau phần ôn tập kiến thức vừa rồi, cô sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập trong sách giáo khoa. Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì? Câu thứ nhất, trời ấm lại pha lành lạnh, Tết sắp đến. Trích Tô Hoài. Và chúng ta có từ in đậm đó là sắp. Câu thứ hai, rặng đào đã trút hết lá. Và chúng ta có từ in đậm là đã. Trong câu thứ nhất, trời ấm lại pha lành lạnh, Tết sắp đến. Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Từ này cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần. Câu thứ hai, rặng đào đã trút hết lá. Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ chút. Từ này cho biết sự việc đã hoàn tất rồi. Câu 2. Em chọn từ nào trong mực đơn? Đó là đã, đang và sắp để điền vào chỗ trống. Và sau đây sẽ là bài điền của chúng ta. A. Mới dạo này, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà, chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rinh trước gió và ánh nắng. Như vậy, ở phần A, chúng ta sẽ điền từ đã. B. Sao cháu không về với bà? Trào màu đã hót vườn na buổi chiều. Sốt ruột bà nghe chim kêu, tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na. Hết hè cháu vẫn đang xa, trào màu vẫn hót mùa na sắp tàn. Như vậy, ở phần B, chúng ta sẽ lần lượt điền các từ đã, đang và sắp. Câu 3. Trong chuyện vui, đãng trí, có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Em hãy sửa lại cho đúng. Bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ. Và sau đây sẽ là bài sửa của cô. Một nhà bác học đang làm việc trong phòng. Bỗng, người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông.
Thưa giáo sư, có kẻ trộm lẻn vào thư viện nhà ngài. Nhà bác học hỏi, nó đang đọc gì thế? Em ạ, như vậy cô đã hướng dẫn các em ôn tập về động từ và sửa các bài tập trong sách giáo khoa, phần luyện từ và câu. Hy vọng các em sẽ học tốt hơn. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài đọc tiếp theo nhé.